Dịch vụ mang thai hộ đẻ thuê vốn rất bình thường ở Ấn Độ. Mỗi năm có rất nhiều người nước ngoài đến Ấn Độ để tìm người sinh con hộ cho mình. Và ngành này cũng đang mang lại một khoản thu nhập không nhỏ cho người dân. Nhưng khi thấy dịch vụ này đang bùng nổ ngoài vòng kiểm soát, chính phủ Ấn Độ buộc phải có những phương án để siết chặt lại hoạt động này, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho cả người cung cấp dịch vụ lẫn khách hàng. Ấn Độ là một trong số ít những nước cho phép dịch vụ đẻ thuê. Ngay từ năm 2002, dịch vụ này đã bùng nổ tại Ấn Độ. Với lợi thế chi phí thấp, trình độ bác sĩ sản khoa tốt, cơ sở vật chất đầy đủ, hàng ngàn người nước ngoài đến từ các nước Anh, Mỹ, Úc và Nhật Bản đã đến Ấn Độ tìm người mang thai và sinh con hộ cho mình. Chưa có một con số chính xác về quy mô của ngành dịch vụ đẻ thuê tại Ấn Độ, nhưng theo Liên Hiệp Quốc nghiên cứu, thì tính đến tháng 7 năm 2012, dịch vụ đẻ thuê của nước này thu về hơn 400 triệu một năm với hơn 3.000 ca đẻ thuê. Nhưng hiện tại, chính phủ đang cân nhắc siết lại các quy định đối với dịch vụ này, không dễ dàng cho người nước ngoài cũng như những người đồng tính muốn mướn người đẻ thuê. Mục đích của quy định này là bảo vệ quyền lợi của người mang thai hộ, của đứa trẻ khi được sinh ra và của khách hàng. Chính phủ Ấn Độ lo ngại, nếu thả nổi dịch vụ này, số lượng phụ nữ làm nghề mang thai hộ sẽ tăng lên, khó kiểm soát những hệ lụy về sau. Tuy vậy, với những người làm trong ngành này, thông tin từ chính phủ chẳng khiến họ vui, bởi cũng giống như các loại dịch vụ khác, khi có các quy định khắt khe hơn, dịch vụ đẻ thuê của Ấn Độ chắc chắn không bùng nổ như bây giờ được. Đa phần những phụ nữ chấp nhận mang thai hộ đều có gia cảnh nghèo khó. Họ hy vọng với số tiền đẻ thuê sẽ giúp đỡ được gia đình, thậm chí mua nhà, mua xe. Vì vậy nhiều người tỏ ra lo lắng. Trừ mẹ và chồng ra, không ai trong gia đình biết tôi đang mang thai hộ cho người khác. Tôi làm điều này chỉ vì tiền, không có lý do nào khác. Các phòng mạch sản khoa tại Ấn Độ cũng dự đoán công việc kinh doanh sẽ đi xuống vì dự luật mới. Bác sĩ Sahir Aiza, giám đốc trung tâm Surrogacy India, một trong những địa chỉ đẻ thuê đắt khách nhất tại Ấn Độ cho biết, kể từ khi mở cửa vào năm 2007, đã có 295 trẻ em được sinh ra từ dịch vụ mang thai hộ này. 90% khách hàng đều là người nước ngoài. Nếu dự luật mới được thông qua, công việc kinh doanh của trung tâm Surrogacy India có thể giảm đến 40%. Dự luật mới chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến dịch vụ này, ít nhất là 40%. Và nếu chính phủ cấm đoán một số đối tượng khách hàng nhất định, mọi chuyện sẽ còn xấu hơn nữa. Cũng đồng tình với ý kiến trên, bác sĩ Nayana Patel, người làm lâu năm trong nghề này cho biết, trung bình chi phí của một lần mang thai hộ là 25-30.000 đô la Mỹ. Trong đó bà bầu sẽ nhận được khoảng 6.500 đô la Mỹ. Tất cả các điều khoản về chi phí, nghĩa vụ, quyền lợi đều được ghi cặn kẽ trong hợp đồng thỏa thuận giữa các bên, đảm bảo không có bên nào bị thiệt. Ở đây, chuyện mang thai hộ đẻ thuê chẳng có gì là sai, là tiêu cực. Đơn giản chỉ là một phụ nữ có khả năng có con giúp một người phụ nữ khác không có khả năng đó. Thực tế không phải lúc nào cũng tốt đẹp như lời của những bác sĩ trên, bởi dịch vụ đẻ thuê tại Ấn Độ bị biến tướng muôn hình vạn trạng. Không ít người chỉ trích những trung tâm và những bác sĩ như trên chẳng khác nào các nhà máy sản xuất trẻ em cho những người có tiền. Nếu không có quy định luật lệ kiểm soát, nhiều phụ nữ nghèo ít học sẽ bị dụ dỗ vào những dịch vụ đẻ thuê chui, không có giấy tờ rõ ràng, rồi mang thai hộ cho người khác mà không biết hợp đồng hay bảo hiểm là gì. Trong ngành dịch vụ đẻ thuê, người mang thai hộ là người vất vả nhất, nhưng rất nhiều người trong số họ không biết đến hợp đồng, không biết đến số tiền mình được nhận là bao nhiêu trên tổng số tiền mà khách hàng đã trả cho chủ. Có những người không đủ sức khỏe để mang thai, nhưng tìm đến những dịch vụ chui không kiểm tra sức khỏe hay giấy tờ để làm nghề đẻ thuê kiếm tiền. Hậu quả là một số người không may đã tử vong sau khi sinh vài ngày vì sức khỏe yếu, mà theo khảo sát của một tổ chức chính phủ, không có một quy định cụ thể nào về vấn đề bảo hiểm đền bù cho những thai phụ đẻ thuê này. Đây sẽ là điểm chính phủ Ấn Độ nhắm vào trong dự luật mới của mình. Ngoài ra, theo luật mới, tất cả các phòng mạch sản khoa đều phải đăng ký và chịu sự quản lý của một cơ quan cụ thể. Những phụ nữ muốn làm nghề mang thai hộ đẻ thuê tên tuổi phải từ 21 đến 35 và phải được cấp bảo hiểm sức khỏe trong thời kỳ thai sản cũng như sau khi sinh.